Em Thảo xin kính chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Lan Rừng Chu Thảo ạ. Buổi tối ngày 19 tháng 2 2019, tức là ngày rằm tháng Giêng ạ. Đó, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Và một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ cửa hàng của em ở 784 đường Trần Đăng Ninh ạ. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại. Đầu tiên là 0965 495 087 0848 626 228 ạ. Đầu tiên thì em sẽ giao lưu và giới thiệu đến cả nhà về một số mặt hàng em có. Ngày mai gia đình em khai xuân và em có mở thì cô chú anh chị mà nếu mà yêu thích thì có thể lên cửa hàng của em để lựa chọn luôn. Hoặc là em sẽ gửi qua bưu điện và em thu tiền tại nhà. Và cái giá hàng thì chưa bao gồm ship đâu ạ. Nên là cô chú anh chị khi mà nhận hàng thì sẽ gửi cho shipper là cả tiền hoa lan lẫn cả tiền ship nhá. Đầu tiên cả nhà có để ý không ạ? À, cái đợt trước Tết em bán những cái mặt hàng này này, cái cây đai châu, đây đai châu giống đúng không ạ? Nó chưa to một tí nào luôn và đến khi mà ăn Tết xong một cái em nhìn thấy cả cây kiếm của em này, tất cả những cái cây nó đều rất là đẹp bởi vì mùa xuân là Tết trồng cây đúng không ạ? Rất là thích hợp và rất là phù hợp để chúng ta ghép những cái cây hoa lan, những cái người bạn của mình đúng không ạ? Xinh đẹp đúng không ạ? Đầu tiên đây chính là những cây đai châu này, cây thì to hơn đợt trước, rất là xinh luôn ạ. Em bán giá như cũ là 150.000 được 4 cây. Đó, 150.000 được 4 cây như thế này. Đó. Chúng ta có thể tách ra, chúng ta tách ra chậu đúng không ạ? Đó. Đây rất là nhiều luôn ạ. Và số lượng thì chắc là khoảng tầm 1 là em lấy về. Em có hàng khoảng 400 cây nhưng mà hiện tại thì em chỉ còn có 200 cây để dành cho cô chú anh chị thôi ạ. Bởi vì là những cái khách hàng trước Tết và trong Tết thì cô chú anh chị đã đặt hàng trước nên là em đã ngày mai em đã có đơn và em sẽ gửi cho cả nhà luôn. Đó. Và tiếp theo đây chính là giả hạc mặt trăng tròn, là cái dòng lai giữa phi điệp nam cánh trắng và trầm cánh trắng đúng không ạ? Đó. Họng của nó thì họng hồng rất là xinh, bông thì cánh mai tròn trịa rất là đẹp ạ. Đó, em bán giao lưu với cả nhà 75.000 một cây ạ. Thế này, cây lần này mọi người có để ý không ạ? Cây lần này là mập hơn lần trước rất nhiều luôn. Đó, mùa xuân vào mùa này nó được ăn xương ấy. Thế là nó rất là mập, nó rất là xinh. Nói chung là em rất là ưng ý luôn. Đó, mặt trăng tròn này, 75.000 một cây nhé cả nhà nhé. Mỗi cây dài khoảng từ 3 cho đến 4 cm, rất là mập và xinh tươi, mập hơn lần trước rất nhiều. Tiếp theo đây chính là dòng địa lan, cái dòng địa vắt tai đúng không ạ? Đó, đây cả nhà có thể xem mặt bông này. Đó, khuôn cánh thì rất là tròn hồng đúng không ạ? Đẹp. Đây chính là địa lan hồng thần hà đúng không ạ? Khuôn cánh tròn. Và trên thị trường thì em thấy rất là nhiều anh chị bán theo tép đấy ạ. Đó, tuy nhiên rằng là nhà em thì cái đợt vừa rồi thì cũng bán hàng theo bông các thứ, thì bây giờ em sẽ bán không bán theo thân nữa mà em bán theo chậu luôn ạ. Đây là những cái hàng mà em đã lựa chọn rất là xinh và rất là đẹp rồi. Đây là hàng tuyển nhé cả nhà nhé. Về cái dòng này thì đang rất là hot đúng không ạ? Em bán là 370.000 một chậu. Đó. Hàng rất là xinh đúng không ạ? 370.000 một chậu nhá. Cái dòng này thì cô chú anh chị mua về đi. Thật sự là sẽ rất là may mắn và em mà em khai xuân, em mục đích của em là khai xuân để em lấy cái dòng phát tài này về thì sẽ rất là may mắn và chắc chắn là năm 2019 của em sẽ là rất là thành công và rất là may mắn ạ. Và khi chúng ta sở hữu những cái chậu địa phát tài này thì cũng rất là may mắn đúng không ạ? Đó. Số lượng thì không có nhiều đâu ạ. Chắc khoảng tầm 15 chậu nữa thôi. Ở chỗ thì đã hết hàng rồi. Bởi vì cô chú anh chị đã đặt hàng trước và em cũng đăng lên trên Facebook, lên trên Zalo đúng không ạ? Đây là kiếm đỏ này, em lấy ra chỗ này để cho ẩm. Đấy, mọi người để ý không? Cây nó to hơn một chút. Đó. Nó được ăn xương, nó được ăn xương nên là nó to hơn, khá là nhiều đúng không ạ? Này, rất khỏe luôn. Đấy, em để chỗ này cho ẩm. Đó. Em bán 85.000 một kiếm này. Đó. Một cây kiếm này. Hàng kiếm giống rất là xinh, kiếm đỏ Thái Lan nhá. Cái dòng này thì rất là xinh và không thể chê vào đâu được. Đấy. Người ta bảo là nuôi kiếm ở trong nhà giống như là nuôi con lợn nái đúng không ạ? Nó đẻ rất là nhanh. Đây, em có hai cái chậu địa lan mạc xuân này.
hai cái chậu này nên nó đã có bông này. Đây ạ. Em bán 350.000 một chậu, còn chỉ có hai chậu thôi ạ. Đó. Và đây chính là địa lan Mạc Xuân đào cơ đúng không ạ? Làm cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và bây giờ hiện tại thì nó đang sổ bông rồi. Đó, mặt bông của nó thì cả nhà có thể nhìn vào đây luôn này. Đó, là mây là mưa trên cộng đồng luôn đúng không ạ? Đây chính là mặt bông của nó này. Đó, rất xinh đúng không ạ? Đào cơ rất đẹp luôn. Có cây đang có nụ và có cây thì cũng chưa có nụ đoạn. À, có cây đang có hoa và có cây thì cũng đang có nụ thôi. Đó, em bán là 270.000 một chậu. Hàng của em là toàn những cái hàng chọn và gia sinh đúng không ạ? Đó, số lượng ngày hôm nay thì là không có nhiều đâu. Bởi vì là cái đợt mà hôm vừa rồi mọi người cũng xem và có thấy là có một cái vụ chở ma túy ở trên xe đúng không ạ? Là 300 cân. Đó, nên là khi mà em nhập hàng hoặc là gửi hàng đi đâu đấy thì nhà xe họ kiểm tra rất là kỹ, rất là nói chung là làm rất là nghiêm ngặt, nên là em cũng chưa nhập được nhiều hàng về, và đặc biệt là hàng kg thì em cũng chưa có, bởi vì mãi chơi quá, em đi du xuân mãi, ngày hôm nay em mới về nên là hàng thì cũng chưa có nhiều đó. Và từ ngày mai cho đến hết năm nay thì ngày nào em cũng có hàng đó, nên là cô chú anh chị nào mà yêu thích mà muốn đến tận cửa hàng của em để cùng sưu tầm thì hãy đến là 784 đường Trần Đăng Ninh, ở gần ngay ngã tư Phai Trần, ở gần Ủy ban Nhân dân Hoàng Đồng ạ. Đó, và em xin kính chúc cả nhà mình có một dằm tháng riêng thật là tuyệt vời, thật là may mắn ạ, và một năm mới tạo ra được thật là nhiều tiền, thật là nhiều may mắn cho gia đình của chúng ta nhé. Và em xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn là động viên em và ủng hộ em ạ. Em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video buổi sáng ngày mai ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.